Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi điểm tin thế giới trong tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế viện trợ vào dải Gaza trong bối cảnh tuyến đường chính cung cấp viện trợ y tế khẩn cấp vào vùng lãnh thổ này của người Palestine từ Ai Cập đã bị cắt đứt. Phát biểu họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo nếu không có thêm viện trợ vào dải Gaza, WHO sẽ không thể duy trì hỗ trợ các bệnh viện và cứu sống người dân. Cùng ngày, Lầu Năm Góc thông báo một lộ trình mới đã được thiết lập nhằm vận chuyển hàng viện trợ tới Gaza sau khi một số xe tải chở hàng gặp phải trở ngại do đám đông vây quanh, làm gián đoạn tiến độ viện trợ trong 3 ngày liên tiếp. Hiện hàng cứu trợ đang được chuyển từ một cầu cảng nổi do Mỹ xây dựng tới các kho hàng ở Gaza. Hôm 21 tháng 5, hàng trăm nghìn người dân Iran đã tham dự các nghi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ebrahim Raisi, người vừa tử nạn trong vụ rơi trực thăng hôm 19 tháng 5. Tại thành phố Qom, một đám rước linh cữu cố Tổng thống Ebrahim Raisi đã diễn ra. Đông đảo người dân Iran đã tham gia đám rước tại thành phố thiên của Hồi giáo dòng Shia này, mang theo hoa và ảnh của ông Raisi cùng với xe tang chở thi thể của những người tử nạn đi qua. Từ Qom, thi hài của Tổng thống Raisi đã được đưa đến Đại Thánh đường Mosala ở thủ đô Tehran trước khi chuyển về quê nhà của ông ở thành phố Mashhad, miền đông Iran, để chôn cất vào ngày 23 tháng 5. Tối cùng ngày, đông đảo người dân Iran cũng đã tập trung tại Đại Thánh đường Mosala để cầu nguyện cho cố Tổng thống Raisi cùng với những người xấu số đã tử nạn trong vụ rơi trực thăng mới đây. Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Khamenei, chủ trì lễ tang chính thức. Ngày 21 tháng 5, Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về trí tuệ nhân tạo AI do Hàn Quốc và Anh đồng tổ chức đã thông qua tuyên bố về việc thúc đẩy AI an toàn, sáng tạo và toàn diện để giải quyết các thách thức và cơ hội liên quan đến công nghệ đang phát triển nhanh chóng này. Với tên gọi tuyên bố Seoul, văn bản này được thông qua trong phiên họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh AI Seoul do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đồng chủ trì. Tuyên bố nhấn mạnh các bên nhận thức tầm quan trọng của khả năng tương tác giữa các khuôn khổ quản trị AI theo cách tiếp cận dựa trên rủi ro để tối đa hóa lợi ích và giải quyết nhiều rủi ro từ AI, nhằm đảm bảo thiết kế, phát triển, triển khai và sử dụng AI an toàn, bảo mật và đáng tin cậy. Phiên họp của các nhà lãnh đạo có sự tham dự của lãnh đạo các nước G7, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản, cũng như Singapore và Australia, cùng với đại diện từ Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và Liên minh châu Âu. Cuộc họp cũng quy tụ các lãnh đạo ngành công nghệ cũng như đại diện từ các công ty toàn cầu. Ngày 22 tháng 5, Nga cho biết nước này đang tăng cường bảo vệ các cơ sở năng lượng và đang nhanh chóng khôi phục các cơ sở bị hư hại do các vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga có đủ các luật về an toàn cho các chủ thể năng lượng và điện. Ông khẳng định hoạt động khôi phục các cơ sở sản xuất năng lượng đang được diễn ra với tốc độ nhanh chóng, trong khi nhiều cơ chế và công nghệ để bảo vệ các cơ sở này cũng đang được nước này cải thiện. Hồi tháng trước, ông Jody Kabirov, người đứng đầu Cộng hòa Baskotostan thuộc Nga cho biết họ đang đàm phán với Bộ Quốc phòng Nga về việc tăng cường an ninh cho các cơ sở lọc dầu tại đây. Ông Kabirov cũng cho hay các công ty dầu mỏ địa phương đã lắp đặt hệ thống lưới phòng thủ nhằm chống máy bay không người lái để bảo vệ các cơ sở sản xuất và lọc dầu trọng yếu. Ngày 23 tháng 5, một tòa án quân sự Nga đã ra quyết định bắt giữ Tổng cục trưởng Tổng cục Thông tin Liên lạc thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga, tướng Vadim Samarin, với cáo buộc nhận hối lộ. Quyết định cho biết tướng Samarin bị nghi ngờ đã phạm tội theo khoản 6 điều 290 Bộ luật hình sự Liên bang Nga về nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn. Với tội danh này, ông Samarin bị tạm giữ trong vòng 2 tháng trước khi xét xử. Nếu bị kết tội, hình phạt tối đa đối với tướng Samarin là 15 năm tù kèm khoản tiền phạt gấp 100 lần số tiền nhận hối lộ. Theo luật pháp Nga, trường hợp nhận hối lộ ít nhất 1 triệu rúp tương đương 11.090 đô la Mỹ bị coi là phạm tội. Vụ bắt giữ tướng Samarin diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách Nga trước đó cũng đã bắt giữ Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov và Cục trưởng Cục Nhân sự Bộ Quốc phòng Yuri Kuneshov cũng với tội danh bị nghi nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn. Tuy nhiên, theo các luật sư, những vụ án này không liên quan đến nhau. Sau khi Iran ấn định thời điểm bầu cử tổng thống vào ngày 28 tháng 6, giới phân tích nhận định kinh tế sẽ là vấn đề thu hút sự quan tâm của cử tri nước này trong cuộc bầu cử sắp tới.
Nhà phân tích chính trị Iran Fahd Irzadi đánh giá cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6 tới sẽ chứng kiến số lượng cử tri tham gia đông đảo và các ứng cử viên sẽ tập trung vào những giải pháp kinh tế trong chiến dịch tranh cử, trong bối cảnh Iran vẫn đang phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt. Bên cạnh đó, ông Irzadi cũng đề cập tới những thành tựu mà Iran đã đạt được dưới thời cố tổng thống Ebrahim Raisi, trong đó có việc phát triển chính sách đối ngoại cũng như tăng cường hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử tổng thống Iran lần thứ 14 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 tới. Hội đồng giám hộ Iran, cơ quan có trách nhiệm thẩm định tư cách ứng cử viên, sẽ nhận các đăng ký của các ứng cử viên tranh cử tổng thống từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Sáng sớm ngày 24 tháng 5 theo giờ Việt Nam tại New York, Mỹ, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã tổ chức cuộc vận động tranh cử quy mô lớn tại bang New York, nơi có truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ. Trong bài phát biểu kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi, cựu Tổng thống Donald Trump đã đề cập tới nhiều vấn đề cử tri quan tâm như tình hình kinh tế, tỷ lệ tội phạm gia tăng, việc làm, kế hoạch trục xuất người nhập cư không có giấy tờ. Phát biểu với những người ủng hộ, ứng cử viên Donald Trump cũng khẳng định ông là sự lựa chọn tốt hơn cho các cử tri da màu và cử tri gốc Tây Ban Nha so với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Ứng cử viên Donald Trump bày tỏ tin tưởng ông có thể giành chiến thắng ở bang New York, điều mà không một ứng cử viên tổng thống nào của đảng Cộng hòa làm được kể từ năm 1984. Kết quả thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy đương kim tổng thống Joe Biden đang rất vững vàng tại các bang truyền thống như New York. Trong khi đó, ứng cử viên Trump tạm dẫn trước ở các bang được cho còn đang dao động. Hôm qua, thêm nhiều quốc gia trên thế giới đã tiếp tục lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận nhà nước Palestine. Tại cuộc gặp ở Điện Kremlin, quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Salman al-Khalifa đang ở thăm Moscow và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột Palestine-Israel và hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô. Tại cuộc gặp, quốc vương Bahrain và Tổng thống Nga kêu gọi ủng hộ các nỗ lực nhằm công nhận nhà nước Palestine và tạo điều kiện để Palestine trở thành một thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc. Quốc vương Bahrain và nhà lãnh đạo Nga cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần đảm nhận trách nhiệm của mình trong việc giải quyết và chấm dứt các cuộc xung đột toàn cầu, cũng như nỗ lực giải quyết các cuộc xung đột theo các quy định của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã công bố gói hỗ trợ ngành sản xuất chip trị giá 26.000 tỷ won, tương đương 19 tỷ đô la Mỹ, nhằm củng cố lĩnh vực thiết yếu này trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng. Kế hoạch được Tổng thống Hàn Quốc công bố trong cuộc họp liên ngành với sự tham gia của các bộ và cơ quan quản lý tài chính. Theo đó, kế hoạch sẽ bao gồm các chương trình hỗ trợ tài chính, sáng kiến nghiên cứu và phát triển, cũng như hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các nhà sản xuất, nhà cung ứng vật liệu và các công ty chuyên thiết kế chip. Trọng tâm của gói hỗ trợ là Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc sẽ thiết lập một chương trình hỗ trợ tài chính trị giá 12,5 tỷ đô la Mỹ dành riêng cho đầu tư cơ sở hạ tầng. Tại cuộc họp, Tổng thống Yoon Suk-yeol kêu gọi các bộ ngành liên quan đưa ra các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất chip hệ thống và gia công theo yêu cầu nhằm thu hẹp khoảng cách với các nước đi đầu trong lĩnh vực này và nâng cao hơn nữa vị thế của Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện đang có hai tập đoàn là Samsung và SK dẫn đầu thế giới về sản xuất chip. Tuy nhiên, hai hãng lại có thị phần gia công chip theo yêu cầu thấp hơn so với tập đoàn TSMC của Đài Loan, Trung Quốc. Điểm tin thế giới trong tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.